Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel đồ chơi công nghệ. Mình là Phong Hồ đây. Và như các anh em thấy thì hiện tại trên tay mình đang là một chiếc Huawei Watch GT. Nó là một cái phiên bản đồng hồ thông minh của Huawei. Và mình nghĩ đây là một trong những cái thiết bị các anh em có thể cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn mua những chiếc smartwatch. Hãy cùng mình chúng ta xem thử chiếc đồng hồ này có những điểm gì hay ho các anh em nhé. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang là một cái chiếc đồng hồ Huawei Watch GT. Và nó có một cái thiết kế khá là nam tính. Nó được sử dụng cái công nghệ màn hình AMOLED. Vì vậy nên là đã làm một chiếc đồng hồ hình tròn hoàn toàn luôn. Chứ nó không phải là hình vuông hay là gì. Nó sẽ có một cái góc giống như Moto. Thì cái chiếc đồng hồ này nó sẽ có một cái hình tròn hoàn toàn, giống như là ở trên những chiếc Galaxy Watch. Cái điểm thứ hai về thiết kế các anh em có thể nhìn thấy, đó là nó có một cái thiết kế theo dạng như cổ điển. Và cái dây này là dây giả da, nó mang đến một cái sự sang trọng nhất định. Sẽ cả phù hợp với thanh niên lẫn cho những cái người mà kiểu như chúng ta đã đứng tuổi một chút thì đều sẽ sử dụng được. Như anh em thấy thì bên ngoài cái vòng tròn thì chúng ta cũng sẽ có một cái vòng ghi số, những cái con số giống như cái số hút ở trên cái đồng hồ bình thường vậy. Cái điểm khác biệt là những cái số này sẽ không có quay được, và những cái thao tác chỉnh của chúng ta thì chỉ chỉnh ở hai cái nút này mà thôi. Đó, chúng ta chỉ thao tác ở trên hai cái nút điều chỉnh này. Và cái màn hình cảm ứng nữa, đây là một cái màn hình cảm ứng và có những cái mode để mà chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại, đẩy lên đẩy xuống. Thì đó, đó là những cái mode đó. Thì thiết kế như thế này cũng là một cái thiết kế rất là đẹp, và nó là một trong những cái sự lựa chọn khác đối với những anh em nào mà chúng ta không thích cái thiết kế của những chiếc mà Apple Watch với cái hình vuông chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái thiết kế tròn này, một chút cổ điển pha lẫn với sự hiện đại. Còn bây giờ thì mình sẽ nói với anh em về cái cách kết nối cũng như là sử dụng ở trên chiếc Huawei Watch này. Thì để mà sử dụng được cái đồng hồ này thì các bạn có thể dùng cái app tên là Sức Khỏe Huawei. Thì cái này là sau khi được dịch ra tiếng Việt, còn tiếng Anh của nó là Huawei Health. Các bạn có thể search ở trên App Store hoặc là các bạn có thể search ở trên CH Play hoặc là Google Play gì đó. Thì chúng ta download về và bắt đầu cài đặt. Thì những cái bước cài đặt khá là đơn giản, các bạn vào chỗ thiết bị, các bạn add thêm cái thiết bị này vào. Giống như mình thì mình đã add cái chữ đồng hồ thông minh vào và bắt đầu thao tác cũng như là để cái đồng hồ với cái điện thoại nó chuyển đổi dữ liệu một chút xíu, và chúng ta sẽ có được cái đồng hồ nó hoạt động. Những cái chỉ số đo ở đây thì nó sẽ được đưa vào những cái như là dữ liệu tập luyện của các bạn, nó đưa vào những cái kế hoạch tập luyện. Thì cái đồng hồ này nó theo mình thấy thôi thì có vẻ như là nó rất là chú trọng về cái sức khỏe. Ngoài ra thì ngoài cái vấn đề sức khỏe thì còn có một cái khá là hay, đó là những cái boost tin nhắn. Có nghĩa là khi nào mà có một cái tin nhắn gửi tới cái số điện thoại của bạn thì nó cũng sẽ boost cái nội dung tin nhắn cũng như là cái ứng dụng lên cái màn hình này rất là rõ ràng. Nên là khi mà chúng ta đi ngoài đường thì cũng có thể theo dõi, chúng ta cũng có thể theo dõi những cái nội dung tin nhắn này. Đó, như anh em thấy thì qua những cái điểm mạnh của chiếc đồng hồ này, đầu tiên phải kể đến là thiết kế đẹp, một cái mức giá rất là rẻ. Cùng với đó là những cái hệ sinh thái riêng của Huawei, thì cũng là một trong những cái sự cân nhắc khi mà chúng ta chọn lựa mua những chiếc smartwatch cho riêng mình phải không. Các anh em có lựa chọn chiếc đồng hồ này hay không? Để lại comment của các anh em phía bên dưới video cho mình cùng biết nhé. Còn video vừa rồi đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn lại các anh em trong những video lần sau. Bye.